siêu mẫu nội y ly hôn cầu thủ Tom Brady. Sau 13 năm chung sống, Diêu Bừng Trừng và Tom Brady cho biết họ đã quyết định chấm dứt mối quan hệ sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Đây là quyết định khó khăn với cả hai người. Ngày 29 tháng 10, theo New York Times, siêu mẫu Diêu Bừng Trừng và cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady đã ra thông báo ly hôn. Cặp sau chấm dứt mối quan hệ vợ chồng sau 13 năm chung sống. Thời gian qua, có nhiều đồn đoán xoay quanh chuyện tình cảm của Brady và cho rằng đây chính là lý do khiến anh có phong độ thi đấu giảm sút. Cụ thể, Tom Brady đi cho biết anh và bừng chừng đã hoàn tất thủ tục ly hôn trong thời gian mới đây. Chúng tôi đi đến quyết định này một cách tự nguyện, cả hai đều biết ơn thời gian ở bên nhau. Chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ và tất nhiên đây là quyết định khó khăn giống như tất cả ai đã đổ vỡ. Tuy nhiên, vì đã quyết định, chúng tôi mong những gì đẹp nhất sẽ đến với người còn lại và cả hai tôn trọng vào tương lai của đối phương. Tom Brady viết diêu bừng chừng cũng cho biết cô và chồng cũ tiếp tục nuôi dạy con cái cả hai cố giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp để con của họ được hưởng tình yêu và sự quan tâm của cả cha lẫn mẹ quyết định kết thúc một cuộc hôn nhân không bao giờ là dễ dàng nhưng chúng tôi đã cân nhắc kỹ và đã làm như vậy cả hai sẽ khó khăn trong thời gian này tôi thấy may mắn vì từng là vợ của bờ ray đi cầu chúc anh gặp những điều tốt đẹp nhất nữ siêu mẫu viết theo thông tin từ tòa án, Bừng Chừng và Bờ Ray đi đã đạt được thỏa thuận giải quyết hôn nhân, trong đó có kế hoạch nuôi dạy con cái vào ngày 24 tháng 10. Trước đó, các điều khoản thỏa thuận được đệ trình lên tòa án một cách bí mật. Ngoài ra, Bờ Ray đi và Bừng Chừng đều đã hoàn thành khóa học kéo dài 4 giờ về giáo dục và ổn định gia đình. Đây là khóa học bắt buộc ở Florida dành cho những vợ chồng ly hôn khi có con nhỏ. Thông tin sản nước của Bần Trần và Bờ Rây đi bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội từ đầu năm 2022 khi khán giả không thấy Bần Trần đến cổ vũ Bờ Rây đi thi đấu. Hồi tháng 8, Bờ Rây đi bỏ lỡ 11 ngày huấn luyện tập trung cùng đội Temper Bay Buccaneers. Thời điểm đó, nhiều nguồn tin khi ấy cho biết anh bận giải quyết chuyện gia đình. Bần Trần và Bờ Rây đi hẹn hò từ năm 2006, một năm sau khi Bần Trần chấm dứt chuyện tình cảm với nát Đô Đích Râu, ba năm sau đó. Cặp sau kết hôn Hiện họ có hai con chung là Benjamin, 12 tuổi và Vivian, 9 tuổi. Bờ Brady có một con riêng giác, 14 tuổi với bạn gái của Bờ Red ghét dần. Khi còn chung sống, bừng chừng và Bờ Ray đi là cặp vợ chồng được ngưỡng mộ ở Hollywood. Tổng tài sản của hai người lên tới hơn 700 triệu USD. Diu bừng chừng sinh năm 1980 là người mẫu gốc Bờ Sa Cô là một trong những người mẫu nổi tiếng nhất của Victoria Jessica Red. Theo Pháp, cô vào nhóm những người mẫu có các C cao nhất thế giới từ năm 2001. Tom Brady sinh năm 1977 là cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng nhất nước Mỹ. Anh từng đoạt 7 giải vô địch và lập nhiều kỷ lục cá nhân. Năm 2000, Tom Brady đi gia nhập NFL. Anh là một qua tấp, vị trí quan trọng bậc nhất trong bóng bầu dục, tương đương với tiền vệ trong bóng đá. Theo New York Times,